chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Kim Hương, số báo danh 258. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang là người mẫu. Hương cao 1m77, số đo 3 vòng 80, 63 và 92. Hiện tại người mẫu là niềm đam mê từ nhỏ của Hương. Ngay từ thời còn đi học thì Hương đã sở hữu chiều cao vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Và thời điểm đó thì rất là nhiều bạn bè không thích chơi với mình vì ngại với chiều cao của mình. Tuy nhiên thì mình khi mà có cơ hội được xem các chương trình trình diễn thời trang thì mình có thấy được các cô người mẫu họ cũng sở hữu chiều cao như mình nhưng lại có một thần thái rất là tự tin, và mình nghĩ bản thân mình cũng sẽ làm được như vậy. Và đến với cuộc thi Fitness Model World Việt Nam 2022, vì xuất phát từ đầu tiên là từ niềm đam mê của mình, và thứ hai nữa là mình muốn cho bản thân cơ hội được thử sức và có thể có cơ hội được vượt qua giới hạn của bản thân. Và đến với cuộc thi này, mình mong muốn sẽ mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho cuộc thi. Chúc cho tất cả các bạn thí sinh năm nay sẽ thật sự tỏa sáng, và chúc cho chương trình sẽ thật thành công. Và đừng quên bình chọn và ủng hộ cho Hương nha. Số báo danh 258 ạ.